All right, build confidence in the Hưng Đạo Sinh. Okay, nghĩa là mình set up cái environment, cái task á. So it's small, small task. Don't give them too big a task. Okay? Ví dụ, what do you want them to do? Build cái cổng trại. Right? Build cổng trại, maybe it's too much. Right? So you tell them, okay, get me some poles, bring me some rope. Okay? Nghĩa là assign them things that they can do. Mấy đứa nhỏ thì mình chỉ cho nó vậy thôi. Mấy đứa lớn hơn á, thì bảo, okay, you tie the club hitch, and the very senior one, put the final thing together. Okay? Nhưng phải chia cái công tác ra đúng theo cái level của khả năng của mỗi em. Okay?